Xin chào các bạn đã đến video Lừa Bỏ Ra Chó phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta cùng xem cái quá trình lừa bỏ về trên cái cổ tay của chú chó này nha các bạn. Chó này nghe cũng hung ác nha các bạn. Như video này mình thấy là nghe cũng quá trời. Nhìn có vẻ như người ta nuôi ve đó các bạn, người ta nuôi cái gì của các người ta bạn, mình có nghĩ với bạn. Chứ nếu một chỗ mà người ta nuôi thì người ta không có mà bỏ bê vậy đâu các bạn. Chứ thấy người ta bận công việc thôi, bận việc làm thôi. Người bắt cũng chậm nữa các bạn, về nhiều nữa các bạn. Về màu quá trời các bạn. Cái này mà không mắc nữa, nó đẻ ra là lúc đó còn nhiều hơn nữa các bạn. Nhưng để nó cứ hút, nó hút má cái từ chó nó đâu có chịu nổi các bạn, vì nó đổ bệnh luôn. Video này mình thấy nó khá dài nha các bạn. Các bạn cố gắng xem hết video để xem người ta có bắt hết ve cho những chú chó này không nha các bạn. Đèn không cái vé lỗ tai mà dây bầu nó dày đặc như vậy rồi. Mấy con chó này người ta đã bỏ bê rất là lâu rồi các bạn, dê nó mới sinh sôi như thế này. Nó mới chạy ra quá trời các bạn. Giờ không có lấy khăn để mà ta chậm chùi cho nó đỡ các bạn.
cái khăn này mà nếu mà tạm thêm cái hút cầm áo mà thì khi chúng ta làm cái chỗ mà bắt ve thì nó sẽ cầm áo này nó ra này. Một cái hồi bắt này người ta không có tạm hút cầm áo đâu mà máu nó cứ nó chảy ra. Chân đó các bạn, cái chân quá trời. Ta chuyển sang bắt qua cái chân của bạn, rồi cái lỗ tai nó ngứa, bắt nhiều cũng có ngứa đau quá không cho bắt các bạn. Chó mà các bạn nuôi mà để nằm nền ở dưới đất á, hơi ẩm nó bốc lên, hơi đất nó bốc lên, mấy lúc trời mưa rồi các bạn. Nó dễ quá là về. Nó có về là nó sẽ trên sôi nó bò lên ký sinh vô mình chó. Chân gì mà ít các bạn, không có nhiều bằng trong cái lỗ tai. Đây mình thấy nhiều. Thank you.
Lớp này bắt lâu quá mà. Cái hợp tác quan trọng quá. Tẩy nó là thấy cái chân nhìn sao là mình thấy còn lắp này lắp ảo quá nè, nó lại lắp chưa có sạch, chưa có hết các bạn, cái vùng khác nó chưa có hết về, mình đã đổi vào cái vùng khác người ta lắp, nên là có thể người ta mệt quá các bạn, đã lắp những cái chỗ gì trước. Phút rồi các bạn, đắp về chú chó hơi mà mình rất khó chịu luôn. Thôi thì chú chó cũng phải cố lên chút các bạn để đây, để gì đắp cho nó hết về cũng đỡ ngoài đi người các bạn, nó hết cái chi phí nữa chị luôn các bạn. Thank you.
Còn cái phía cái kẻ chân này nữa là sao mình có thể, nhưng mà không biết người ta có bắt lại những cái chỗ mà chỗ hồi nãy còn thấy sót về quá trời. Không phải cái video người ta đến đây người ta tặng lên các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo.